Xin chào, trong video lần này thì Alowatt tiếp tục chia sẻ một cái video ngắn về trước và sau khi thay mặt kính cho chiếc đồng hồ Anne Klein. Mặt kính của những chiếc đồng hồ Anne Klein khá đặc biệt. Bốn xung quanh viền được phủ một lớp trắng gương có các màu chủ đạo như đen, vàng và vàng hồng. Và trong video lần này thì Alowatt đã thực hiện thay kính zin như cũ theo đồng hồ.